Trời ơi, lộ tư cũng đã đẻ rồi các bạn ơi. Wow, mình mừng quá bạn ơi. Thì hôm nay là ngày thứ 6 rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra những cái ổ trứng của những em cá liên hiên này có nở chưa, để mình vớt những em cá trống ra bạn ơi, để nó ăn con hết. Wow, trời ơi các bạn ơi, những em cá bảy màu của mình nay lên màu đẹp quá trời các bạn ơi. Trời ơi, đủ màu sắc hết trơn các bạn ơi. Chà chà, chuyến này thì mình lựa những cặp cá đẹp ưng ý, mình sẽ đem ép liên các bạn ơi. Ăn đi em ơi, ăn đi em ơi, cho mau lên màu đẹp nha. Ôi ôi, có cá tay bơi màu đỏ quá đẹp luôn. Wow. Ồ, anh Tư tụi em mới lại. Ủa anh Tư làm gì vậy anh Tư? Thì Tư đang cho cá bảy màu của Tư ăn nè, mấy đứa thấy không? Dạ. Đẹp quá trời luôn nè. Ồ, mấy cá mấy đứa bữa đem về hôm nay có đẻ chưa? Vậy đẻ hả anh Tư ơi? Đẻ nhiều không? Đẻ nhiều. Phải không? Trời ơi, vậy mấy đứa chuyến này nuôi cũng đạt quá ha. Wow, ok, có cá tay bơi đẹp quá ok. Vậy đẹp anh Tư. Ủa mà anh Tư ơi, ở đâu có nhiều cá ly hiên đẹp dữ anh Tư? Ờ, thằng nói chuyện vô duyên mày, không lẽ anh Tư đi ăn cắp mày? Đúng đúng. Tao đâu có nói anh Tư đi ăn cắp đâu, tao chỉ hỏi anh Tư là mấy cá này anh Tư lấy đâu ra không mà. Hồi bữa mày đi chơi với ghề đúng không? Ghê đó mà ghê mày. Hồi bữa tao với anh Tư á, với thằng Bằng á, lại là tác cái đìa lên nè, bắt cái con cá ly thia đó mày. Tao không tin á, cái đìa này làm gì có cá ly thia. Trời ơi, cái đìa đó hồi đó anh nuôi cá bảy màu cá ly thia mày không nhớ sao? Rồi cái thời gian mấy anh em mình câu cá đó, cá phi á bỏ xuống, rồi nó lụm sạch nó cá bảy màu cá ly thia luôn. May là nó còn sót mấy con đó em nhớ sao? Em nhớ anh Tư ơi. Ủa mà anh Tư ơi, bữa anh Tư hứa bắt mấy con cá lên là anh Tư ép nó đẻ mà anh Tư. Đúng rồi, thì anh Tư định bữa nào anh Tư sẽ đi lại tiệm cá đó để mình mua những em cá trống beta về mình ép cho nó lai tạo ra cái đẹp. Anh Tư ơi, mấy con cá beta anh Tư ép nó đẻ kém lắm anh Tư, đẻ hen 100 trứng thôi mà nở đúng có 2-3 trứng luôn anh Tư. What the hell? Trời ơi, sao yếu dữ vậy ta? Đúng rồi anh Tư, em cũng từng ép rồi nhưng mà nó đẻ được mấy con anh Tư. What? Em từng ép hay cá ép? Dạ, cá ép với gì sao em mà ép được anh Tư. Đúng rồi, nói cho rõ rồi. Mà anh Tư ơi, em có ý này nè. Ở dưới quê mình á anh Tư, có còn cá đi thia đồng á Tư. Đúng rồi. Bạn giờ mình đi vớt cái thia đồng về mình ép đi anh Tư. Cái thia đồng nó mạnh lắm á anh Tư. Đúng rồi anh Tư, mấy con cá đi thia đồng á anh Tư nó mạnh như người ở quê mình nhé anh Tư. Chứ người thành phố anh Tư về đây á anh Tư nó yếu xèo anh Tư ơi. Chứ người thành phố anh Tư về đây á anh Tư nó yếu xèo anh Tư ơi. Trời ơi, nói chuyện nó cho tránh con cá đã đem cho tránh con người ở thành phố dưới quê nữa. Thì mấy đứa có nói hoạch tẹt là con cá ngoài đồng nó mạnh hơn cá mình nuôi phải không? Dạ. Hiểu, nói vậy được rồi. Còn con so sánh với người thành phố người dưới quê rồi nữa. Được, thì anh cũng dự định để một bữa hai anh ép cá đó. Sẵn mấy đứa nói vậy thì sẵn mấy đứa đây nè, anh sẽ đủ bằng hữu để phát triển nè. Mấy anh em mình sẽ ra ngoài đồng, dạ, để mình bắt cá đồng để mình ép nha. Dạ. Hy vọng những em cá đồng này sẽ nở ra nhiều con hơn rồi cá mình mua nghe mấy đứa. Dạ. Đi thôi. Đi thôi. Hello, xin chào tất cả bạn đến kênh Anh Tư Khải TV. Trời trời, đứa nào mà chơi để cái rổ lên đầu của Tư vậy? Trời ơi, con để cho Tố Hài cho bạn xem thích cha thôi mà cha ơi. Trời, có vụ Tố Hài để cái rổ nữa không được đâu. Nè, đi đi em đổi cho anh. Thì ngày hôm nay bạn ơi, mấy anh em mình đó sẽ đi vớt cá đi thia đồng nha bạn. Bây giờ thì đầu mùa mưa rồi, thì mình nghĩ những em cá đi thia đồng nó sẽ ép cặp lại và nó sẽ nhả bọt nó đẻ nha các bạn ơi. Đó, thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ đi trải nghiệm thử nha. Mình kiếm ở chỗ nào á có cá mình sẽ vớt về mình ép cặp những cái thia của anh nha. Dạ. Rồi đi mấy đứa ơi. Đi. Nhưng mà khoan anh Tư ơi. Gì nữa? Bây giờ mình đi vớt cái thia đồng anh Tư, nhưng mà mình vớt ở đâu anh Tư? Trời ơi mày không biết rồi, vớt cái thia đồng mình vô nhà mình vớt á. Giận tí tôi. Trời ơi, nói tùm bậy tào lao không à. Thì đi vớt cái đi đồng đó thì phải ra ngoài đồng. Mấy đứa tiệm ngoài đồng chứ đâu chẳng lẽ vô nhà. Trời ơi vậy cũng hỏi nữa đi. Tôi biết rồi anh Tư ơi. Gì em nữa? Em còn công nữa anh Tư ơi. Ở ngoài đồng á có rất nhiều chỗ vớt nhưng mà em không biết vớt chỗ nào anh Tư. Trời ơi con cá này thia á, mày á mà ra ngoài đồng mày thấy nó xong mày vớt nó dễ ẹt à. Sai nữa rồi, anh giải thích cho nó hiểu nè. Dạ. Thì nói chung có mấy đứa vớt cá thì đồng bên mông trời biển nước nôi này sao mấy đứa biết được mới vớt. Dạ đúng rồi. Đi vớt cái thì đồng á là mấy đứa kiếm chỗ nào có bọt á. Dạ. Mấy đứa vớt là có cái thia là tại biết sao không? Tại cái thia đồng mùa này là mùa đầu mùa mưa phải không? Dạ. Nó sẽ nó nhả bọt ra, nó ép cặp nó đẻ lên cái bọt đó, đó cái trứng nó trong đó đó. Dạ. Vớt lên là sẽ dính hiểu chưa? Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Hiểu rồi đi. Đi thôi. Hả? À, anh Tư nói á, chỗ nào có bọt là chỗ nó có cá ly thia. Chỗ này thầy hút gì mà. Ủa bỏ cái đống luôn mà sao không có não chân vậy ta? Ủa mày làm gì vậy tí chuột? Thì tao đang vớt cái thia nè. Trời mày vớt cái thia sao mày vớt chỗ này? Anh Tư nói chỗ nào có bọt á là chỗ đó có cái thia, nên tao lấy chỗ này có trời bọt luôn lại vớt. Mà sao vớt không có mày? Trời thằng không nội chỗ này nãy tao mới tè thằng không nội. Cái bọt nào nhỏ nhỏ bọt này bự sao vớt? Trời ơi mày mới biết. Ôi anh nha. A few moments later. Thì mấy anh em mình sẽ ra đồng tìm cá thia nha các bạn ơi. Trời ơi nhưng mà đồng ngày nay cỏ lên quá chừng luôn rồi mấy đứa ơi. Trời cỏ vậy sao bác vậy? Đúng rồi mấy đứa phải là cái chỗ cỏ thấp đằng kia kìa. Dạ. Chứ cỏ quá trời sao thấy được. Thì mùa này cá thia đồng nó lên nó đẻ trứng rất là nhiều luôn nha các bạn ơi. Còn quan trọng mình kiếm có bọt thôi nè. Có bọt mới có cá nha. Mấy anh em sẽ qua bên đây bạn ơi, bên đây như trống rồi mấy đứa ơi. Dạ. Đây mấy đứa ơi. Trời chỗ này tôi thấy trống quá trời nè, có chừng có bọt nha mấy đứa. Dạ. Trời ơi, ơi thằng cua. Mấy đứa chia nhau tìm nha. Dạ. Khi nào phát hiện cái vũng bọt là bảo đảm có cá à. Dạ bắt cua luôn dạ. Bắt cua làm chi? Em phát hiện được con này anh Tư ơi. Trời ơi. Con cua chết cống. Cha chả tưởng con sống nó hay rồi bắt cua chết. Có mấy đứa? Dạ không rồi. Trời ơi, đứa này nó cạn không được mấy đứa ơi. Bây giờ mình sẽ đi gài mấy cái mương bạn ơi, đi mấy mương mấy đứa ơi. Dạ. Rồi, cái mương này bảo đảm có nè, mấy đứa coi cái mương này nè. Dạ. Rồi, cái mương biển này bảo đảm có nè, mấy đứa đi coi chừng nha. Dạ. Đi tìm mày dài trước đây. Đi này đảm anh tí ơi. Không có bọt nha ơi. Mấy đứa kiếm từ từ đó, mấy cái mương này bảo đảm có cá hay thia nè. Dạ. Rồi đó chuyên môn đi theo mấy cặp mương rồi nè. Dạ. Cái mương mà cạn vậy là cá thia nổi dữ lắm. Dạ hồi xưa nhớ chuyên gia chạy ra bắt cá quá chứ mình dạ. Đúng rồi bạn ơi. Đâu. Có bọt không? Đây. Đâu. Nè. Thôi. Ơi. Có một bọt không? À mà không phải cái hột này có chừng bọt cá sặc mấy đứa ơi. Ôi bọt cá sặc bọt cái thia. Đúng rồi, có bọt cái thia đặc biệt cái nó trắng. Dạ. Mà nó nhỏ không phải bự gì đâu, bự gì là sặc. Bọt trắng nhỏ cái bên không cả Tư. À cái này không phải đâu ơi, nó gần đây nếu mà có cái thia là cá sặc nó đá chạy mất tiêu rồi không phải đâu. Dạ. Đứa kiếm nhỏ thôi, một nhúm nhỏ thôi. Thì bạn ơi, xưa quê mình cái thia nhiều lắm bạn ơi. Ôi kìa Tư. Đâu? Đây đây bọt là cá thia nè, đây nè. Bỏ mấy chặng nào bạn theo. Ủa nó lộn vớt mấy đứa ơi. Phải không anh Tư? Đúng rồi, có chừng có cá nha. Nhẹ thôi mấy đứa đi ổng vậy không được rồi. Đi nhẹ thôi. Đây hai đứa đạp vô cây có không? Vô. Có. Nhớ lên. Dính con nhái nữa. Đi. Ông nội ơi, nó giúp cá thia dính con nhái bầu. Rồi cá thia khổng lồ cá này. Chống được. Con chống anh Tư ơi. Trời ơi, con chống khổng lồ bạn ơi, mình tưởng cá mái cái bụng nó tình bành vậy. Chà chả vậy là nó kết bọt nó vẫn bị đẻ đó ơi. Dạ. Đó các bạn thấy không? Thì quê mình á quả không làm bạn ơi. Hồi đó thì cá thia quá là nhiều luôn bạn ơi. Hồi lâu mình không vớt lại mình tưởng nó hết ai ngờ vẫn còn bạn ơi. Tưởng con nữa nè anh Tư. Con gì? Con cua mini. Trời ơi thì con cua. Ơi. Con chừng bọt nữa ơi. Công nhận quê mình vẫn còn cái thia mấy đó ơi. Dạ. Anh tưởng nó hết rồi chứ. Lâu không vớt. Đúng rồi thì lâu rồi mình không trải nghiệm mình vớt cái thia bạn ơi. Ê cha nó cũng còn nữa rồi cha ơi. Chắc nó cũng còn nhưng mà nó không còn nhiều. Đâu? Ở đây có con bọt cái Tư. Đây vừa có bọt nữa rồi. Từ từ nha. Để vớt coi. Đây nè bạn ơi. Từ từ nha, tại cái lỗ nó nhỏ xíu không được đâu. Rồi bạn thấy không? Từ từ 3 4 đứa chặn nha. Đó nè. Từ từ trời ơi lỗ mạnh cũng được rồi, đạp đẩy sâu xuống. Trời ơi làm giống trò chơi của trời vậy. Rồi giỡn coi. Có cây nệt luôn. Trời ơi, dính con gì đâu. Đây dính con cua nữa kìa. Mấy đứa chặn không? Mấy đứa từ từ lòn ở dưới đất nữa. Vậy là không được rồi, nó chạy đi hết rồi. Dạ. Dạ, chả dưới quê mình vẫn còn cá thia bạn ơi. Như vậy là cũng may mắn bạn ơi, được một con rồi. Ốc bự quá trời luôn chơi. Hy vọng là ngày nay á anh Tư sẽ bắt được nhiều con vậy anh Tư ép cái cá nhà anh Tư nha. Dạ. Dạ, chả có con chó dưới nhà rồi. Hết rồi. Tới đây hết ao anh Tư ơi. Ở bên kia nó cũng trống để anh Tư. Đâu? Cái con trống để anh Tư. À, đúng rồi, qua trống chỗ kiếm. Đây con được bọt không? Nước chiếu còn bọt không? Hết rồi anh Tư ơi. Ôi, bọt lòng tông. Ủa? Ê, cây bọt mấy đứa ơi. Vớt thử đi, vớt đi. Cái hộp cá hộp nè. Cá bị hộp nha. Đây nè bạn ơi. Con vớt thử đi. Cái hộp luôn á. Vớt thử dính gì không? Không. Rồi vậy là bọt cá sặc rồi, đi tiếp. Qua đây có phần trắng rồi trời ơi. Trời chả. Tại dưới quê mình hồi xưa tao bằng ruộng bạn, bây giờ tao ít bằng ruộng lại rồi, tao trồng cỏ hết trơn à. Giờ mấy anh em mình đi vớt hơi khó khăn nha các bạn ơi. Chắc anh Tư nghĩ nó đọt cho mấy cái mương, mấy cái đìa mấy đứa ơi. Dạ. Có lấy cỏ trống quá sợ anh chơi. Đúng rồi, lội mấy chỗ trống này nè, coi chừng tôi mới cái cỏ có mấy đứa ơi, lội kiếm nha. Dạ. Có vũng nào mà sâu sâu nó lọt nước lại á. Mà đặc biệt cái thìa nó ở làm đóng bọt các bạn ơi. Khi mà kết cặp là nó có bọt liền à. Dạ, dạ. Mình kiếm cái dũng nào mình động nước nhiều nhiều sâu sâu đúng không anh Tư? Đúng rồi. Ở đây cặn queo đi mấy đứa, không có đâu mấy đứa ơi. Ôi đây nè anh Tư ơi. Gì hả? Nó có dũng nè. Có không? Có anh Tư. Có mà không có bọt, mà cái bọt này đâu phải. Không phải anh Tư. Sao? Ôi bọt nó kêu trời. Ôi nè anh Tư. Ê anh Tư thấy bơi dung dít rồi mấy đứa ơi. Chả nó bơi dung dít này bạn ơi. Đây đây bạn coi nè. Từ từ. Anh Tư nghĩ cổ này cái gì chắc ăn rồi. Chắc không được. Từ từ nha, coi từng số cá nha. Chắc chẳng được cái đó để chơi. Ở chỗ này còn khá là nhiều nước bạn ơi, có cá con cái gì nè bạn. Nó nở rồi, anh Tư quay cá con cho bạn coi nha. Đột đi rồi. Anh Tư mới thấy cá con đây nè. Nè. Ôi cá con các bạn ơi. Nè. Ai ơi. Cá gì con quá trời nè. Trời ơi đây nè bạn ơi. Vớt đi đi chuột ơi, vớt. Rồi vậy là có cá má cá trống luôn, từ từ nha. Đây nè, cá gì con quá trời, từ từ nha. Thôi rồi, còn giỡn từ từ nha, từ từ. Bạn nhận kỹ đi Tư phụ. Ai? Đây rồi, con cá gì? Cá gì anh Tư ơi. Trời ơi. Ở cá gì trống máy mấy đứa. Ở trống anh Tư ơi. Ôi. Ủa sao mà nó trống vậy ta, không có cái máy ta. À tôi em biết rồi anh Tư ơi, thường anh Tư đẻ xong anh Tư lại con cái máy đi bỏ cho con cái trống nó nuôi anh Tư. Đúng rồi hèn chi. Thường thì trên mạng nó cũng chỉ khi mình ép cá thì đẻ xong mình bắt cá máy ra còn có trống hay không? Dạ. Trời ơi được 2 con bạn ơi. Mà mấy đứa kiếm còn có máy không? Uổng như mấy đứa. Dạ điểm xuống lại lần nữa anh Tư. Trời ơi đây có mày cá con rõ ràng bạn ơi. Còn cá con quá trời luôn. Trời ơi cá con tí tí luôn bạn ơi. Cái này đem cá con người nuôi cũng được mấy đứa ơi. Không có rồi. Để các con đi Tư. Ủa lăng quăng ơi. Uổng mấy đứa quăng quá trời luôn mà. Tôi tưởng còn có máy chứ. Thôi chỗ này chắc hết giờ đi kiếm chỗ khác rồi. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nữa bạn ơi. Đi ra. Đây chọn các con rồi đứa ơi. Trời ơi các con quá trời luôn nè. Dạ. Đứa thấy không? Dạ thấy Tư. Trời ơi cá con bắt về nuôi. Mà còn anh Tư vô nhà anh Tư lấy đồ ra anh vớt về nuôi mấy đứa ơi. Dạ. Rồi, cá nữa lai là đẹp lắm á, đi thôi đứa ơi. Đi thôi. Ôi cha có đề này coi chừng có cá cha ôm tùm ra quá trời luôn vậy cha ơi. Đâu? Đây cha. Đó đề khổng luôn rồi cha ơi. À. Cái đề này có chừng có bạn ơi, bây giờ sẽ xuống chết thử mấy đứa ơi. Từ từ mấy đứa lội nhẹ nha mấy đứa. Dạ. Ở chưa hết trơn mà thấy một đống ốc bực chản luôn rồi anh Tư. Trời ơi ốc mùa này nó đắp cặp nó đẻ quá trời bạn ơi. Dạ. Vớt ốc vô nước ăn cũng được bay. Thôi. Trời ơi bữa nào bắt ốc sinh tồn thì khác, còn bây giờ bắt cái thia mà. Đúng rồi. Đây mấy đứa ơi. Đâu Tư? Ôi Tư phát hiện đây có ổ bọt mấy đứa ơi. Từ từ nha nhẹ. Mấy đứa đừng có lội mạnh quá nha. Đây bạn ơi. Đây nè con bọt cái đứa ơi, từ từ nha. Dạ. Bắt nghe nó lỗ bự đây bắt nghe ơi. Nè. Cái chuột em cái chuột coi. Ủa em nhẹ nhẹ chứ em giở đít dưới cỏ, anh đẩy ngoài đẩy vô nha. Dạ. 2 đứa lắm chạy vô cây mà kia. Đây nè, 3 đứa chùm vô cây. Cỏ này có đâu, chuyện có đó. Ủa bãi chậu chơi. Đâu? Thao bãi chậu luôn nè dạ. Trời ơi bãi chậu bắt gọi thao luôn. Con này bãi chậu gì đẹp vậy trời. Bãi cái gì bạn ơi. Làm đứa giở đây nè. Giở luôn nghe, giở đi. Giở lên mà kia. Trời em làm cái chuyện nó vụt hết rồi, giở lên cây. Hết ke đi. Chính không? Quá nó ốc luôn trời ơi. Con gì lạ vậy? Biết con gì đang ôm tướng không? Trời ơi con gì là quát rồi nó không tướng rồi, không chín rồi. Đi kiếm mấy đứa ơi. Trời ơi bà ngủ nó bắt ốc gì dữ trời ta. Rồi hướng ăn. Cha chả. Mình với cái thì mà dính cái bãi chầu luôn bạn, được 2 em bãi chầu luôn rồi. Ủa bây giờ mình bắt cái bãi chầu luôn anh Tư. Nói chung mấy đứa bắt cái bãi chầu gì làm chuyện cũng được á. Dạ. Hai cái thìa đồng nó lai cái bãi chầu luôn á. Wow. Ôi bà ngủ đây có bọt, bà ngủ đây nè, bà ngủ đây nè. Sao bà thấy không? Từ từ nha. Lấy cái rổ vô, lấy rổ bự á. Đây con này dạ. Cái rổ con bự không? Rồi đem đây. Bự. Đây bằng qua đây đi. Con nhận ở ngoài nhận vô nè, mấy đứa lắp nhận vô qua cho anh Tư coi. Dạ. Bà nhận mạnh như nè, đây nè. Nè phát triển cái bằng hũ nhận vô đi. Mạnh cái mạnh nó coi, mạnh lên. Đó bằng hũ rất là hay đó, giở lên cái bằng hũ. Có không? Rồi có ốc không mà bắt vô luôn. Trời ơi, không dính rồi. Ở cái mương này thì rất là nhiều luôn nè. Cái thịt con cái gì vậy? Bãi chậu anh Tư. Ồ giống cái gì đó bạn ơi, giống thịt đi lai luôn bà. Nói chung á cá bãi chậu nó lai thịt cái đi đồng vậy đó. Trời không có thắc mắc gì trời. Liệu mà ăn cá thì em bãi chậu đẻ không cha? Nó đẻ luôn á. Trời ơi. Nó lai tạo mà. Đúng rồi. Cái mương này thì đó mình chỉ cần dễ kéo đã dính cá thia luôn nha bạn. Ở trong kia khúc kia nè. Vô tình phát hiện cái thia ở vào cái đìa rất nhiều luôn bạn ơi nhưng mà. Ồ, quá trời bãi chậu anh Tư ơi. Đúng rồi có cái cây cối quá nhiều luôn à, rác không à. Dạ. Ủa chút luôn có sặc bự chẻ anh Tư. Đâu trời ơi. Cá sặc cũng vô luôn bạn ơi. Bắt luôn anh ơi. Em thấy cái lỗ khổng lồ quá là may mắn luôn. Dạ. Dễ xúc quá. Còn vậy dính gì không? Dạ không chứ anh Tư ơi. Dính gì? Bãi chầu cực bự luôn. Đâu bãi chầu giống cái thia không? Ý chang luôn á mà anh Tư. Con này ổng đậm mấy. Thường thường á, cá đi thia đồng nó lai với cá bãi chậu đậm là la cá đi thia luôn các bạn. Đó là thấy không, ép luôn á. Dạ. Con này không phải. Cái gì hết chuyện? Mới dính bãi chậu nhảy ra luôn trời. Vậy hả? Trời ơi. Đi xúc cá đi thia mà ủi búng cái tùm lum la cho các ông ơi. Dính không? Cái dính đủ rồi, con lòn ở dưới nè, con lòn ngày nào lên là bảo đảm có chừng có đó. Có không? Có trời. Không có rồi, phát ke em rồi, phát ke. Có phát ke. Anh Tư ơi. Bằng hữu đi việc tình thiệt nó xúc tuốt với phải lên bạn ơi. Có không bằng hữu? Không có trời. Anh Tư nghĩ đây có nhưng mà khó bắt quá. Ôi! Dạ! Trời! Cái gì vậy? Ơi ơi ơi! Bãi chậu luôn nha. Với bãi chậu luôn hay. Trời ép cặp cái gì mấy đứa ơi. Ủa cái gì chanh lè vậy? Phải không Tư? Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Con này hình cái bãi chậu luôn các bạn ơi, nó chanh lè luôn. Ở cha bây giờ phát hiện ngang cha, bây giờ mình vớt sâu vớt không có nữa cha. Đúng rồi. Rồi anh nói sao? Quá đẹp rồi. Mới nhảy mày ơi. Chánh hiệu luôn bạn ơi. Cái đuôi dài quá đẹp luôn bạn ơi. Thôi có cặp chậu hai bãi chậu luôn, hai con dính cặp luôn bạn ơi. Hai con này làm gì nhau ta? Đúng rồi, nó yêu đương với nhau đó. Cha chả. Ở cái bữa này khá là nhiều cá đi thi luôn bạn ơi. Hàng gì bữa trai còn dễ kéo dính là phải rồi. Khỏi chứ kìa bằng hữu mấy đứa ơi. Nó chụp xuống dưới vậy dở là đúng rồi đó. Mà cha có làm vậy nãy giờ nhưng mà không dính chưa? Tại bác lấy rổ nhỏ quá sao dính được? Đúng rồi, với cái thia thì ta lấy cái rổ bự bự chút vậy nè. Cái rổ con nhỏ xíu rồi chắc không dính được bác vậy ơi. Cha càng bự càng có tỷ lệ dính cao cha. Đúng rồi. Như vậy là mình được mấy em mấy đứa? Còn ba em rồi. Ba em rồi, nãy giờ họ kêu dính con nào hết trơn dở dữ mà kìa. Cha chả bằng hữu dính được hai con rồi. À Tư ơi, không biết nay sao xui vậy Tư, bữa anh Tư em bắt giỏi xong giờ bắt dở nữa anh Tư. Đúng rồi, em bắt cá giỏi nhưng mà em vớt cái thia dở. Em cố gắng vớt để em vớt cái dưới đít cho bằng vậy đó. Bỡ cái rác nó lên, nó đổi dưới đít đó, nó nằm ở dưới á. Chứ không nằm ở trên đâu, nó động nó đi hết trơn à. Có không mấy đứa? Trời ơi, bằng hữu vết kiểu này á, chui với gọn rác nó kẹt không lên được bây giờ nè, từ từ thôi. Nãy con nhỏ nhỏ anh chui nó hỏng con. Nói chung qua mấy đứa động, qua mấy đứa chia ra đây, pha ke đi chơi lần kia kìa. Bị chia mấy đứa đi vậy động á, cái đầu nó chìm xuống cá nó chạy đứa chơi rồi. Không dính đâu. Dạ Tư ơi, không dính em kéo anh Tư ơi, nghĩ đi Tư ơi. Trời ơi, mày không có lòng nhẫn nại hết trơn á pha ke. Trời ơi, vớt pha ke ơi, mày không có lòng nhẫn nại hết trơn, nãy giờ tôi vớt được hai con rồi đó. Đúng rồi. Vớt không dính con nào hết trơn rồi, dở gần chết rồi, ta vớt dính mấy con rồi, còn đồ vô nữa, dở có dán vớt hồi nữa đi em ơi. Đặng anh Tư đủ ép nữa ơi, chừng 3-4 con mới đủ. Không, dính anh Tư ơi. Đâu đâu đâu. Trời ơi, bơi bơi. Ôi hàng hoa kia chất lượng cao bạn ơi. Trời ơi, dính cá quá đẹp. Sao cá đẹp dữ vậy? Ôi không không đi tôi coi tận mắt đi. Trời ơi bạn ơi, cá này đẹp quá trời bạn ơi. Trời ơi, cá đẹp giống con cha. Trời ơi, nó nổ nữa. Đó cá đẹp không còn cực kỳ đẹp đó ơi coi nè. Nó ép cái cá bãi chậu vậy ra cá đẹp quá trời luôn ta ơi. Dạ. Wow. Em có ý kiến nè, hay là giờ mình ép con cào cào với nhện đi anh Tư. Hả không à, đâu phải ép con nào cũng được, cái đứa nói chung nó đồng loại với nhau á, nó tương tự với nhau á, nó giống giống với nhau ép mới được nha. Dạ. Chứ không phải con nào ép được đâu. Trời ơi, cá hoa ke cũng màu thịt như cá con nãy rồi, bắt này xanh xanh đó y xì luôn. Wow, y thịt cá mà bằng hũ nãy bắt bạn ơi, quá trời xanh đẹp luôn nè. Đó mấy đứa ơi, hỏi giúp tiếp nữa trời. Ôi giờ Tư thấy Tư gần đủ ép rồi đứa ơi, cố gắng mấy đứa ơi. Cảm ơn mấy đứa nha. Bãi chậu siêu luôn không tồn chơi. Đâu đâu đâu. Trời ơi em ơi, chậu màu thịt cá kia lại luôn bạn ơi. Wow. Thấy vô. Ráng vớt bác ơi. Bác diễn nãy giờ không dính con nào hết trơn à. Tại tụi mình nó lấy rổ nhỏ quá chưa. Ở đây chắc hết rồi đó anh Tư ơi, hay là nhà mình đổi địa điểm đi anh Tư. Hết lộn hết rồi. Tại vì mấy đứa vớt vậy là anh động thôi chứ không phải hết cái mương này rất là nhiều luôn. Tại nói chung mấy anh em mình vớt nó động các bạn ơi. Hay là mình đi kiếm mương có dễ vớt thôi mấy đứa ơi. Thấy mấy đứa rặn thấy mệt quá đi. Dạ. Tại ra quá nhiều bạn ơi, nó ở đây hàng đống dưới đây nè. Quá trời luôn bạn ơi. Hồi nãy giờ bắt được rồi. Một đống con ốc luôn rồi ơi. Ốc nó ở lộn xộn ở đây nè. Quá trời cái mương này mà cá không ở được. Ôi con cá lóc khủng mới phóng bên kia bạn ơi. Trời, cá lóc khủng trời ơi. Ôi. Con nhận cái mương này khá là động làm luôn bạn ơi. Thôi leo lên bờ đi chơi. Coi nè các bạn coi nè. Mấy anh em ơi. Cái lên cá bãi chậu vượt chảo lên thôi. Đâu đâu đâu. Ôi ơi cá khổng lồ bạn ơi. Có màu luôn anh Tư ơi. Con này lên màu luôn nè, đó thấy không? Quá đẹp luôn. Các bạn coi là mấy anh em mình quần nè, cái mương không còn gì hết trơn à. Bắt được mới có 4 em mà bạn ơi. Cha cha cái này đợi cỡ chừng tháng sau nó mình vớt còn cha. Nó ở đây hoài à, nó ở đây đẻ quá trời luôn mà, có một cái đâu lúc nó càng ngày nó càng nhiều khó vớt lắm bạn ơi. không? Trời ơi, con này không phải nhái. Con chẳng yêu. Cha chả ấm như nhách luôn, thịt như bằng hũ à. Đi lên mày. Để kéo anh ơi. Thôi kéo tao lên nữa. Đúng rồi anh em ơi. Đúng rồi anh em ơi. Trời ơi mấy đứa này thiệt chứ. Trời ơi. Cái bờ cao gì mà kéo gì nổi. Mấy đứa dở quá, mấy đứa nắm cõi con Tư gì nè, kéo lên. Trời ơi yếu mày đặt la gió nè, lôi giùm rồi này kia nữa. Nắm cỏ vậy? Đúng rồi, nắm cỏ lên. Ủa này nghĩ đơn giản thôi có gì đâu. Bà kè con chừng đổ cá nghe em đi thôi ơi. Mình băng qua dạy kia kiếm mương bà kè ơi. Anh thấy cái mương này có chừng có rồi mấy đứa ơi. Nè cái mương nhỏ nhỏ giống vậy, cái mương nãy bạn Hữu bắt được rồi phải không nè? Đúng rồi. Cái mương này có chừng có đó, cạn cạn này nè. Mấy đứa kiếm coi chừng có bọt nha. Dạ. Đừng có lội, động nghe có không? Không tươi. Nói chung không phải có bọt. Ê! Ơi ơi đứa ơi. Dạ, anh phát hiện, ơi con cá đang chạy luôn. Trời thiệt, ơi con cá đang chạy luôn. Trời ơi, cá kia đang chạy cái dèo này nè. Chặn đâu đâu. Chặn bằng Hữu ơi. Qua đây tí vô, qua đây tí vô ơi. Em chặn qua đây nè, em chặn qua đây nè. Để tí ơi. Để nó chùm chu dính không nha. Dính không, dính không? Ủa cua con mà anh Tư ơi. Trời ơi, để con quá trời bạn ơi. Quá trời luôn rồi. Thấy em cá kia rồi, Tư thấy nó chạy rõ ràng luôn, xanh rè luôn. Wow, uổng quá bạn ơi. Sảy một con rồi. Mấy giờ không có cái thi nhiều mất cua vô nuôi luôn anh Tư. Trời ơi con cua cần gì nuôi ngoài đồng quá trời cần gì nuôi em. À vậy hả? Nuôi nó trắng phá dữ lắm. À. Cha chả tiếc quá bạn ơi, sảy một con rồi. Anh Tư tìm mua bọt mấy đứa làm nhà chậm quá. Cá đồng nó nhát không phải cá không nuôi đâu, nó chậm là nó sảy liền à. Thôi, khỏi trời ơi. Con chuồn chuồn. Trời ơi. Cha chả hình như hết rồi mấy đứa ơi. Mấy giờ hết rồi mình vô đi anh Tư, chứ giờ cũng trưa rồi đó anh Tư. Đúng dạ, rồi. Cha giờ còn vô ăn cơm tắm rửa rồi đi học nữa chơi. Đúng rồi bạn ơi, thì mấy anh em mình đã đi vớt một buổi bạn ơi. Thì cuối cùng cũng được 4 ngàn bạn ơi. Như vậy mấy anh em mình đi vô bạn ơi. Dạ, bây giờ mình sẽ rửa ra. Mình coi cá đẹp không bạn ơi. Mình nôn quá trời luôn bạn ơi. Nước thì rửa, mọi người ăn thao chứ rồi chơi. Phàn vớt cái kia ra để nó chết hết. Trời ơi nó đẻ chung mấy ốc quá trời nè. Bắt thằng đứa ơi. Mấy con đâu con khỉ đây. Dạ. Trời ơi con cá này nãy nào bắt đẹp quá vậy. Con. Trời ơi Hữu nó giỏi ta bắt được mấy con. Dạ con được 2 con dạ. Trời ơi cá này vô này đẹp quá trời luôn. Cá của ai đây? Nè. Ôi em không biết nữa anh Tư. Trời ơi đẹp quá trời luôn. Trời ơi cá trống bự nè, cá trống của Tí bắt nè. À đúng rồi. Ôi quá đẹp luôn cá bé trâu. Có cái trâu. Nè Tư. Trời ơi cá khổng lồ luôn bạn ơi. Ủa cái cá này bắt nè. Cá thia để ở đây vậy. Chồng anh Tư. Phải chồng đi điên cá thia đi điên. Ờ. Chả cá sạc cũng có nữa trời ơi nó bắt tùm lum hết trơn các bạn ơi. Có trời. Đây trời ơi cá bé trâu quá trời luôn. Trời hình như 4 con hết rồi trời. Đúng rồi. Phải chồng cho bạn xem chơi, cho bạn xem. Để qua đây nè, phải chồng để ở đây nè con. Ui cá thia đồng này mà ép là bao mạnh luôn anh Tư. Đúng rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đem 4 con cá thia này vô ép cặp với mấy cá của mình bắt cá ao hổ bạn ơi. Hy vọng là nó sẽ đẻ thật nhiều nha. Dạ. Để khi đó mình sẽ bán rồi đó ơi. Dạ anh Tư ơi, đẻ thật nhiều là bán thôi Tư, bán rồi cho em nữa anh Tư. Đúng rồi anh Tư cho em nữa. Đúng rồi anh Tư nói chơi thôi. Thì khi mình ép nó đẻ ra nhiều hả bạn ơi, thì mình sẽ cho cái tem của mình nó cho nó chơi thả ra luôn bạn ơi. Dạ. Bữa có clip mà câu cá là câu cá 7 màu phải không cha? Đúng rồi. Cha ép này thì nhiều quá, câu cá thia luôn cha. Đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ ép nha bạn ơi. Không biết nó đẻ hay không nha. Khi nào đẻ mình sẽ quay cho bạn xem nha. Dạ. Dạ cái video của mình đến đây cũng xin khép lại nha bạn. Thì mấy anh em mình thử trải nghiệm bắt cá thia đồng thì cũng đạt kết quả được khá cao nha bạn ơi. Được 4 em rồi. Thì mấy anh em mình sẽ ép cặp cho đẻ bạn ơi. Như đây cũng đủ rồi. Dạ. Thì nếu các bạn yêu thích cái video hãy lại giùm một like, một ký một chia sẻ để ủng hộ kênh Anh Tư Khải TV nha bạn. Còn bây giờ thì mình xin hẹn gặp lại bạn ở những clip tiếp theo nữa nha. Bye bye các bạn. One eternity later. Sau 2 ngày thì bây giờ mình sẽ kiểm tra thử cái 4 cặp cá mình né thử này đẻ trứng chưa các bạn ơi. Cặp cá đầu tiên. Trời ơi. Chớp lớn các bạn ơi. Cặp cá đầu tiên chưa có đẻ trứng luôn. À, con trống ở đây là con mái đầu tiêu rồi. Trời, con mái còn nằm ở đây chưa đã đẻ bạn ơi. Còn cái ổ thứ hai. Ê! Còn cái ổ thứ hai thì nó đã đẻ một dề trứng quá là khổng lồ luôn bạn ơi, quá là bự luôn. Trời ơi bạn coi nè. Bự chà má nữa luôn. Đầu để mình coi cái ổ thứ ba thử nha. Wow, cái ổ thứ ba cũng quá là nhiều trứng luôn bạn ơi. Trời ơi. Con cá có tay đã đẻ quá là nhiều trứng luôn bạn ơi. Wow, về trứng khổng lồ luôn. Để mình coi cái ổ thứ tư thử coi. Trời ơi, ổ thứ tư cũng đã đẻ rồi bạn ơi. Wow, mình mừng quá bạn ơi. Như vậy là sau 2 ngày mình đã ép 4 cặp cá mà đẻ được 3 cặp bạn ơi. Còn cái cặp này không biết chừng nào nó mới đẻ bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ đợi khi nào mà con cá nở ra mình quay cho bạn xem nha. A few moments later. Thì hôm nay là ngày thứ 6 rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra những cái ổ trứng của những em cá liên hia này có nở chưa. Để mình vớt những em cá trống ra bạn ơi để ăn con hết. Đây là cái ổ đầu tiên. Đây các bạn thấy không, chị em cá dưới đây nè bạn thấy không, đây nè, nó để rọi cho bạn coi, nó nở tuốt cái đáy á bạn ơi, không biết các bạn có nhìn thấy rõ không, nó nằm sát ở dưới đáy á. Chà mà cái ổ này mình thấy con rất ít luôn các bạn ơi, đây nè, đó bạn thấy không, con nó đang bơi lội bạn thấy không, đó nó bơi lội nhỏ xíu dưới các bạn. Ôi cái ổ này quá ít luôn các bạn ơi, đây nè con đó nè, đó lên mặt luôn bạn thấy không, đó con nó nhỏ xíu, trời ơi nó nở khoảng vài chục con bạn ơi. Như vậy là cái ổ đầu tiên là nó nở khá ít luôn các bạn ơi. Đây phải qua cái ổ thứ hai nha. Cái ổ thứ hai này thì em cá đồng ép với em cá bát ta. Đây. Ôi ổ thứ hai này nổi quá nhiều luôn bạn ơi, coi nè. Con nó quá chừng luôn bạn ơi. Đó bạn thấy không? Chà trời ơi con nó nổi quá đông luôn bạn ơi. Đây. Bạn thấy không? Con nó nổi quá trời đông luôn nè, bạn thấy không? Đó. Luôn theo cái mé nào quá chừng luôn bạn ơi, chạy dài ở đây luôn nè, đó bạn thấy không. Wow, cái ổ thứ hai này nở khá là đạt luôn các bạn ơi. Để mình coi cái ổ thứ ba thử có nhiều con không. Trời ơi, cái ổ thứ ba này con khủng khiếp luôn bạn ơi, quá trời đông luôn nè, bạn coi nè, chà đó bạn thấy không, quá đông luôn bạn ơi. Trời ơi con lôi nhôi lung túc luôn, nhiều quá trời luôn. Wow, như vậy là cái ổ thứ ba này nở khá là nhiều con bạn ơi. Trời ơi nó chạy dài đây quá trời luôn mà bạn ơi, quá là nhiều luôn bạn coi nè, đó bạn thấy không, đó gõ cho nó chạy rồi, đó bạn thấy không, quá trời con đông luôn. Như vậy là cái ổ này khá là đạt luôn bạn ơi. Còn cái ổ thứ tư, trời ơi cái bụng còn ốc nóc luôn các bạn coi nè, chưa có đẻ luôn nữa, sao vậy ta. Chà đã 6 ngày trôi qua rồi mà các em cá Li Thiên này vẫn không đẻ. À mình biết rồi, chắc em cá trống này yếu sinh lý các bạn ơi. Em cá trống này BD rồi. Bây giờ mình sẽ vớt những em cá này ra các bạn ơi, để nó ăn con hết. Còn em cá BD này thì mình sẽ bắt một em cá trống khác thay thế bạn ơi. Chứ cá trống này nó không có sinh lý rồi, yếu sinh lý rồi, nó không đẻ. Bây giờ mình sẽ vớt em cá trống này ra nha các bạn.